Việt Trinh, Tố Lý Hùng Dê ở lần đầu đóng chung phim, đảm nhận vai trò giám khảo tại tập 12 chương trình Kẻ Thách Thức. Lý Hùng và Việt Trinh kể lại những khó khăn khi mới theo nghề diễn. Tập 12 chương trình Kẻ Thách Thức được phát sóng tối 10 tháng 3, có sự xuất hiện của cặp đôi giám khảo Lý Hùng Việt Trinh. Cả hai bất ngờ có những tiết lộ thú vị về kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau trên phim trường. Việt Trinh kể, để có vị trí trong nghề được khán giả yêu mến, cô đã phải trải qua những tháng ngày đóng vai quần chúng, vai phụ. Thời còn đi học, tôi rất ngưỡng mộ Lý Hùng vì anh học hệ A, tôi học hệ B phải đóng tiền. Khi vào trường tuyển diễn viên, các đạo diễn, phó đạo diễn thường đến lớp A chọn vai chính, vai phụ, còn hệ B chỉ tuyển vai quần chúng, tỳ nữ hoặc quân sĩ. Cô cho biết, Việt Trinh hên lắm, tại mặt cũng dễ thương, cao nên thường được làm tỳ nữ chính. Thường xuyên đứng quạt cho chị Diễm Hương, quạt đến muốn chết luôn á, cô nhớ lại. Việt Trinh nhớ mãi một lần đóng làm tỳ nữ, bưng rượu lên cho vua và tướng sĩ. Việt Trinh không cẩn thận đã làm vỡ chiếc bình cổ. Cô kể đã bị ekip thiết kế mắng chửi, bắt đền đến bật khóc. Lúc đó chỉ có nghệ sĩ Lê Cung Bắc và Lý Hùng đứng ra bảo vệ cô. Chú Lê Cung Bắc nói tội nghiệp nó quá, tại chiếc bình không được đổ nước nên nó mới làm rớt. Còn anh Lý Hùng thì an ủi mình đừng buồn. Nhưng thật sự chú Lê Cung Bắc thì tôi biết là giúp mình, nhưng anh Lý Hùng lúc đó là có phần hơi dê. Bởi vì lúc đó, Việt Trinh mới 17-18 đẹp mơn mởn mà. Không phủ nhận nam diễn viên giải thích lúc đó bản thân cũng có cảm tình với Việt Trinh. Anh cho rằng chuyện Việt Trinh làm đổ bình cũng có lỗi của mình, Lý Hùng nói. Khi Việt Trinh bưng khay rượu ra mời, ngước mắt lên nhìn thấy tôi đẹp trai phong độ quá nên rất bình. Cũng trong tập 12 Kẻ Thách Thức, Lý Hùng và Đại Nghĩa trổ tài đờn ca tài tử khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, phần thể hiện của nam diễn viên khiến MC kết luận Lý Hùng chỉ nên đi đóng phim và hát tương nhạc. Lý Hùng Việt Trinh là hai ngôi sao hàng đầu của màn ảnh thời phim Mì Ăn Liền. Sau khi dòng phim này thoái trào, cả hai đã có một thời gian dài im ắng. Đầu năm 2000, họ trở lại tích cực với phim ảnh và chương trình truyền hình. Lúc này, Việt Trinh ít đóng phim, chỉ chuyển hướng làm đạo diễn, đầu tư sản xuất phim. Trong khi đó, Lý Hùng chỉ coi nghệ thuật là đam mê, anh có thu nhập ổn định từ kinh doanh bất động sản. Nhiều năm qua anh vẫn độc thân vui tính, cho biết chưa tìm được người bạn gái phù hợp. Con gái Long Nhật lên tiếng khi bố vướng nghi án chuyện giới. Bất cứ việc gì cũng đều có lý do. Ngay cả người thân của nam nghệ sĩ cũng hoang mang và mệt mỏi trước những lời bàn tán của công chúng về sự việc lần này. Con gái Long Nhật khẳng định, dù ở trường hợp nào đi chăng nữa, thì cô vẫn ủng hộ hết lòng quyết định của ba mình. Những ngày gần đây, khán giả đang khá tò mò khi thấy nam ca sĩ Long Nhật chia sẻ nhiều hình ảnh của mình tại bệnh viện thẩm mỹ. Theo đó, gương mặt anh cũng được mang khẩu trang kín mít. Tuy nhiên, anh không hé lộ việc mình ở tại những địa điểm này để làm gì, mà chỉ ước mở, mình thích thì mình làm thôi, lột xác, điều gì đến cũng phải đến. Bên cạnh đó, rất nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp, nghệ sĩ Minh Nhí, Phi Thanh Vân, Đoàn Minh Tài đặt nhiều câu hỏi, phải chăng anh quyết định đi chuyển giới, tìm lại chính mình. Đồng thời, họ vừa lo sợ nhưng cũng ủng hộ mong muốn của nam ca sĩ. Mới đây nhất, khi trò chuyện với người thân, mà cụ thể là con gái Long Nhật, Trúc Chi cũng không rõ thật hư sự việc này như thế nào. Cụ thể chia sẻ trên báo, cô cho hay, mấy ngày nay báo chí và những người quen biết rất ồn ào về thông tin ba Nhật chuyển giới. Bản thân tôi cũng khá hoang mang mệt mỏi khi nhận được nhiều câu hỏi xung quanh chuyện riêng của ba Nhật. Nhưng thú thật, chính tôi cũng không biết thật hư sự việc như thế nào. Tính ba Nhật xưa nay vẫn thế. Dù rất yêu thương, quý mến mọi người, nhưng những chuyện về cuộc sống riêng của ba thì ba lại giữ cho riêng mình. Có bất cứ chuyện gì ba cũng tự làm tự chịu, chứ ít khi chịu chia sẻ hay nhận sự giúp đỡ động viên từ những người xung quanh. Nhưng dù có như thế nào, tôi cũng vẫn tin tưởng rằng ba làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do hợp lý. Tôi luôn thương và ủng hộ mọi quyết định của ba. Trúc Chi cũng khẳng định mình không quan tâm đến những tin đồn giới tính của ba bấy lâu nay. Ai cũng mong muốn được sống đúng với giới tính sở thích của mình. Và những điều này cần được ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện khán giả lo lắng cho Long Nhật cũng là điều dễ hiểu, bởi độ tuổi của anh không còn trẻ để có thể đối diện với những ca phẫu thuật nguy hiểm đến thế. Dẫu vậy, mọi người vẫn rất mong ngóng để biết điều anh đang thực hiện là gì. Vũ Khắc Tiệp và pha té ngã để đời trên sân khấu kết show đêm hội chân dài cuối cùng. Đêm hội chân dài 12 cuối cùng không may xảy ra với ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Khi chào kết sự kiện, ông bầu bước hụt chân và té ngã từ trên sân khấu xuống đất. Vũ Khắc Tiệp đã có một pha chào kết để đời ở show đêm hội chân dài cuối cùng diễn ra ở Singapore. Vừa qua ngày 9 tháng 3 tại đất nước vạn đảo Singapore, đêm hội chân dài 12 của ông bầu Vũ Khắc Tiệp chính thức được diễn ra.
Tất cả chi phí ăn ở đi lại của các sao Việt đều do đích thân ông Trùm Chân Dài chuẩn bị. Có mặt trong sự kiện là dàn mỹ nhân nổi tiếng showbiz như Ngọc Trinh, Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Hà Kiều Anh đều tỏa sáng trong những bộ cánh đẹp mắt. Tuy nhiên, khi chương trình khép lại, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã lên sân khấu chào quan khách và vướng vào một sự cố bất ngờ. Cụ thể, ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị hụt chân trên sân khấu và té bổ nhào về phía hàng ghế khán giả. Cú ngã mạnh khiến phần ngực của anh đập mạnh vào thành ghế. Dù bị đau, anh vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp cũng như bạn bè đã góp mặt trong đêm hội cuối cùng này. Vũ Khắc Tiệp bước hụt chân và té ngã từ trên sân khấu xuống đất. Sau khi gửi lời cảm ơn tất cả những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã sát cánh cùng mình hơn chục năm qua, Vũ Khắc Tiệp mời mọi người bước lên sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm. Không quan sát nên Vũ Khắc Tiệp bị hụt chân và té bổ nhào về phía hàng ghế khán giả. Cú ngã khá mạnh này khiến khách mời trong sự kiện khá lo lắng. Dù bị đau, anh vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã bay sang để góp mặt trong đêm hội. Đêm hội Chân Dài cuối cùng của Vũ Khắc Tiệp diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đó, Vũ Khắc Tiệp phải nhập viện lúc nửa đêm để kiểm tra. Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn và không gặp bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng thông báo tình hình sức khỏe của Vũ Khắc Tiệp. Không sao, tuy rất đau và làm mọi người lo lắng. Trong 5 tiếng, khi bác sĩ thông báo bạn mình ổn định, cái kết cho đêm hội Chân Dài là một chương trình hoàn hảo tới từng centimet. Vũ Khắc Tiệp đã đi vào lịch sử showbiz vì tôi cam đoan rằng không ai làm được những điều đặc biệt tuyệt vời như bạn. Đêm hội Chân Dài là một sự kiện lớn của ông bầu Vũ Khắc Tiệp được diễn ra 12 năm liên tiếp. Dù chương trình không còn tổ chức, nhưng hy vọng đây sẽ là một dự âm tốt đẹp trong lòng anh và những khán giả thân quen. Xúc động với chia sẻ của Ngọc Trinh, khi đêm hội Chân Dài chính thức dừng lại sau 12 mùa tổ chức, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ vô cùng xúc động đối với chương trình mà đưa cái tên Ngọc Trinh đến gần hơn với khán giả. Ngọc Trinh đã có những chia sẻ vô cùng xúc động khi chương trình đêm hội Chân Dài chính thức dừng lại sau 12 số đặc biệt. Tối ngày 9 tháng 3 tại Singapore, đêm hội Chân Dài 12 của ông bầu Vũ Khắc Tiệp được tổ chức hoành tráng. Có mặt trong sự kiện là dàn mỹ nhân nổi tiếng showbiz như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Hà Kiều Anh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Diệp Lâm Anh. Ai cũng chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy nhất để xuất hiện trên thảm đỏ. Ngoài ekip quen thuộc luôn đồng hành, Ngọc Trinh chính là nhân tố không thể thiếu trong mỗi mùa tổ chức. Đêm hội Chân Dài năm thứ 12 cũng sẽ là năm cuối Vũ Khắc Tiệp thực hiện. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là tâm điểm khi diện bộ váy đính kết nổi bật khoe trọn được 3 vòng gợi cảm. Có thể nói đêm hội Chân Dài là một cột mốc ấn tượng, khó quên trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ vô cùng xúc động đối với chương trình mà đã đưa cái tên Ngọc Trinh đến với danh xưng nữ hoàng nội y. Đêm hội Chân Dài 12 một đêm quá tuyệt vời đến anh Vũ Khắc Tiệp. Những lời phát biểu của anh thực sự đã chạm vào được trái tim em. Nhớ lại, mình cũng đã trải qua bao nhiêu năm kề vai sát cánh bên nhau rồi anh nhỉ. Những khó khăn của anh, sự cố gắng của anh để tổ chức một chương trình đêm hội Chân Dài xuyên suốt 12 năm qua, em hiểu hết. Em biết đó là cả một tâm huyết của anh. Nếu đêm hội Chân Dài là thanh xuân của anh thì đó cũng chính là tuổi trẻ em đó anh à. Buổi tiệc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Dẫu biết vậy nhưng em chẳng muốn đêm này là cuối cùng của đêm hội chút nào. Hy vọng mặc dù kết thúc cái này nhưng anh sẽ có nhiều cái khác tốt hơn. Đối với Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp là một người anh không thể thiếu trong cuộc sống cũng như công việc suốt hơn 12 năm qua. Có thể nói Ngọc Trinh của bây giờ đang dần chứng minh cho mọi người thấy cô là một người đẹp có thực lực thực sự. Những sản phẩm gần đây của cô luôn được mọi người đánh giá rất cao. Hy vọng sau khi cánh cổng đêm hội Chân Dài kết thúc, Ngọc Trinh sẽ có những chương trình mới mang dấu ấn của cô trong thời gian tới. Thủy Tiên nói gì về màn hội ngộ đặc biệt của Công Vinh và David Beckham? Thủy Tiên không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ của ông xã và David Beckham tại thành phố Hồ Chí Minh. Là cựu cầu thủ Việt Nam, Công Vinh đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi bắt tay và giao lưu cùng David Beckham. Vừa qua ngày 9 tháng 3 tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, cựu danh thủ bóng đá người Anh David Beckham đã có buổi giao lưu rất sôi nổi với gần 3.000 người hâm mộ Việt Nam về cuộc sống gia đình cũng như sự nghiệp của mình. Tại đây, David Beckham cũng gặp mặt hai cầu thủ Công Vinh và Duy Mạnh. Hiện tại, những hình ảnh này được đông đảo khán giả chia sẻ trên mạng xã hội và bày tỏ sự thích thú đặc biệt. Có thể nói David Beckham, Công Vinh, mỗi người đều ghi dấu tên tuổi với môn thể thao vua ở những thời điểm khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.
Không ít nhận xét từ người hâm mộ cho rằng, trong bức ảnh này, dù mỗi người đều sở hữu vẻ điển trai phong cách riêng biệt, nhưng không thể phủ nhận họ đều khiến nhiều người phải chú ý vì phong thái nổi bật, thái độ thân thiện gần gũi và giản dị với trang phục. Là hậu phương vững chắc của Công Vinh, Thủy Tiên không khỏi tự hào, chồng mình là chân sút vàng của Việt Nam một thời, đã cùng nhau giao lưu với nam cầu thủ thế giới David Beckham. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gốc Kiên Giang đã chia sẻ lại hình ảnh của chồng và chân sút nổi tiếng thế giới. Thủy Tiên hào hứng viết, một người đàn ông làm mình lần đầu tiên biết trên thế giới này có một môn thể thao gọi là bóng đá. Thanh xuân mỏng manh dễ vỡ, thích ảnh vì ảnh quá đẹp trai. Nhưng hổng vì ảnh mà ưa nổi bóng đá, còn một người vì ảnh mà mắc nghiệp nặng với bóng đá. Vì yêu ảnh chứ bóng đá thì cũng hổng yêu nổi luôn, nghiệp rất nặng, thiệt tình. Thủy Tiên cho rằng dù chồng có đá bóng nhưng mình vẫn không thể hiểu hết những quy định về môn thể thao này. Chỉ yêu Công Vinh chứ không yêu bóng đá. Ngay sau khi chia sẻ, Thủy Tiên nhận nhiều lời bình luận của bạn bè cho rằng cô nghiệp. Nữ ca sĩ vui vẻ trả lời, em tới giờ cũng không hiểu việc vị là gì anh ơi. Nhạc nút nào em biết chứ cái kia thì thua. Trong showbiz, nhiều người hâm mộ ví cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên giống như cặp đôi đình đám David Beckham và Victoria tại nước Anh. Đến nay, cặp vợ chồng này luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau. Giờ đây, nữ ca sĩ không chỉ đảm nhận vai trò là mẹ, là vợ và là hậu phương vững chắc cho Công Vinh sau những dự án.